Arahato sammasambuddhassa. Namo Arahato sammasambuddhassa. Arahang Bhagavata Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namāmi Sammasambuddhammatulang Sassattham Aganuttamang Abhivādiyapāsesaṃ Abhidhammattasaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sa Dạ. Xin chào tất cả quý vị. Rồi, để bắt đầu vào buổi học phần thứ nhất, mời quý vị cùng nhau lên đọc Pali, chia theo từng đoạn ha. Hai tiên nha, mình đọc cái bài về đối tượng. Mời gì đó, Triều, Triều quá bài đó dùm nha. Rồi, Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin chào sư Linh, chào thầy, chào cả lớp. Nó đẹp xin đọc bài. A lam bá ná sang ra hô tốt yếu về đối tượng cẩn đoạn một. A lam bá ná sang ra hê a lam bá ná a lam bá na ní na má ru ba răng má năng sát đa ram má năng gan tha ram má năng ra sa ram má năng hot tháp ba ram má năng tham ma ram má năng cha tí cháp bí tha tí phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá ru ba mê quá ru ba ram má năng tát thá sát đa đá vô sát đa ram má na đi ní tham a ram má năng bá ná bá xa đá su khu ma ru bá chích tá chê tá si ca nhiếp bà ná bằng nhá bằng nhá tí quá xê ná chất tha sanh cái hàng tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm thực đế. Đồng
Chào thầy, xin chào cả lớp. Con xin xin đọc bài. Con hiểu về đối tượng cảnh làm bán nát sàn ra hồ chọn hạt tá thá chắc tú và rí có chít ta này xếp đề xâm dí rù và ê quá rằng thành chát bách chất phần năng ê quá tất thà sô tất hòa lý cá chít tà đi nặng vì sát đà ni ní tà ní chá tất chức phần nhà nà nà ní về quá với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhị thức vân vân cũng chỉ thuộc về thực tại. Nó nô và rika cá chít ta ngang pa na chấp bí thần bí bát chấp pa năng a ti tăng a nhà a nà ga tăng cà lá quý mút tăng chá giáp ta ra a làm ba năng ồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai, mà không thì thuộc thời gian. Đò ra viên ta này cháp phá lá phá tí sành thí phà hoành gắt trước tí sành ca ta này chấp đi thần tí giá tha sầm phá hoàng về truy về lát phá hoàng phá rề chát hà chát hòa ra ra hí tầng phá chức tầng ngàn át tầng phần át tít vút tầng và ca tầng ca mầng tầm mà ní nít tầng gá tí mú tí tá sầng má tầng à lần ba lần hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn nguồn nào như tục sinh hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng khởi trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn nguồn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Kinh Hạnh Phúc số 27, 28, 29, 30. Bạn bi cha sô áp cha sát ta sám ma nam cha đất sa ca lê tham ma đa cha sát cha e tăng mang ga lăng mu ta nhẫn nại lời như hòa ít kiến bậc sa môn tùy thời đàm luật pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to say in rulement, the sign of a true one, regular discretion of a tamer against happiness. Xin hát. Dạ, con kính chào thầy và xin kính chào cả lớp. Con xin đọc tiếp bài. Làm ba na sằng ga hồ tóc yếu về đối tượng cảnh đoạn 3.
Tê su chắc khu quần nhà mà bì ní dắt thà ca mặn đồ bà đi về chờ chờ làm ba nà nè quá ma nô thà tức tí chẳng ba nà đồ bà đi bằng chờ làm ba nà xê xà ní khá mà ngó chà la vi tà chà ní hát xà na chích tầm chà tí sắp ba thà vi thà mà ngó chà la làm ba nà nè quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Aku sala ni che wa nya na wit a yut ta cha wa na ni cha ti lo kut ta na wat chi ta sap ba lam ba na ni. Những loại tâm bất thiện và những động tác lý trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng xu thế. Nhà nó sầm ba gít ta khà mà bát cha đá cú sa là nước chè qua bành cha mắt trà nó sầm khà tam má phình nhà cú sa lành trà tí a đó hấp ta mắt giá pha lá vách chi ta sắp bà làm ba nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sam ba yut ta kha ma va cha ra quy ya che va quy ya phần nhà quất thấp bần an an cha tí tập a tha tí sắp bà làm ba nà ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Kinh hạnh phúc số 27, 28, 29, 30. Khanti cha vô la cha sa ta sa ma nam cha đan sa năng ca lê na tham ma sát chát cha tây tâm măng gà la mụt ta măng. Những nại lời nhu hòa ý kiến đọc sa môn từ thời đàm định pháp là phúc lành cho thử. Chỉ là sensitivity to self-involvement, the side of a true monk, regular discussion of the Dhamma, highest happiness.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính lễ sư linh. Dạ con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp ạ. Dạ con kính cảm ơn lớp đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 4. À rút bề sư đu tí giá chát tút thà ni ma hát gá tà làm bá nè ni dề xà ni ma hát gá tá chít tà ni bá ná sáp bàn sáp bàn bí bàn nhát tà làm bá nè ni lô cút tá rá chít tà ni nít bà nè làm bá nàn tì tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhất và loại thứ tư có những đối tượng đảo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hít chát chít tà ni má hát gá tề e ca quý sa tí gồ hà rề áp tha nếp bà na gồ chá rề. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng một ngũ quan thức, cộng một tiểu sanh tâm bằng 25. 6. Đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc. Sắc giới a ca sa nan cha yat ta na không vô biên xứ và a kin chan nya yat ta na vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Vi sa nuttara mut tam hi agama gapalut chite bằng cha sáp bát tha chắc chề thà tắp tha sàng gá hồ. 20. 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tắc ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng thế. 5. 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya kusala chitta liên quan đến tất cả ngoài trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Mano-dwara Vajjana liên quan đến tất cả. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con kính dừng mic lại cho lớp ạ. Dạ con xin phép được xuống mic ạ.
Dạ, con xin kính chào sư Di Linh ạ. Con xin kính chào thầy Kinh ạ. Và con xin kính chào cả lớp ạ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Alam Pana Sangaho Tóc yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. Alam Pana Sangaho Alam Alamba Nani Nama Ubaram Manaram Sata Ram Manang Renta Ram Manam Rasa Raman Nang Phô Tha Param Manang Dama Ram Manang Chati Chabi Chabi Thani và Ván Thị. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự ném, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Ta thà ru ba mi và ru ba râm măng nằng ta thà xá ta dù sadaram manadini dhammaram manam bana basta sada suku maruba citta citta sika nibbana banya divasina chata sangga sangga hanti hắn tỷ. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân. Những đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Con xin đọc về kinh hạnh phúc ạ. Kinh hạnh phúc từ 27 cho đến 30. Kháng tì số vá chá xá tà xá mà ná nặng chá đá xá nặng ká lý đá mà xá chá xà ý tầm mắng cú lầm ú tá mừng nhẫn nại lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patient sensitivity to self improvement, the state of a true monk, regular discussion of the dharma, highest happiness. Dạ, con xin hết ạ, con xin xuống ạ. Dạ, em xin kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp. Em xin đọc bài. Tá thá chắc khú đò rí cá chít tá năng
sabbe sambi rubang e wa aramanang tan chat ba chup ban nhà e wa tatha so tadorika chitta di nang bi san da di ni ta ni cha ba chup ba na ni về quá với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy âm thanh vân vân đối vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Manodora chitana bi ba nhà nàng vị phú tam về phú về nà pha hoàn ta rề cháo cha đò ra gá hi tăng ba chấp ba nàng á thi tăng bàn nhà tí phu tăng Em xin đọc tiếp ạ, đọc tiếp đoạn. Đó là quý mú ta năng chà ba ná ba tí sằng thí phá hoàn gá chú tí sằng khá ta năng cháp bí thằng bí giá thà sầm phá hoàng về phú về ná
pha quanh ta rê cha đò ra gá hít tăng bát chúp bà năng á tí tăng bàn nhá tí phú tăng và ca măng cam măng ni mi tăng gá tí mi gá tí ni mi ta sam mắt tăng a làm ba năng hồ tí. Đối với tất đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, hết rồi phải không, Đông Triệu? Mạng chập chờn quá. Dạ, em kính tri ân thầy, kính tri ân cả lớp. Cảm ơn Đông Triệu. Nam mô Bích Thà đó. Triều Boss nghe tiếp đoạn 3, quý vị lên đọc đoạn 3 xong Triều Boss luôn cái phần bài 38 Pháp Hạnh Phúc đó. Mỗi đoạn đọc thêm cái đó, mỗi đoạn đọc thêm cái đó. Ha, như vậy mình Boss theo thứ tự, vậy nên mà đừng có Boss sớm quá cái nó chạy tùm lum tà la, nó không biết được đâu mò. Ha, Boss đoạn 3 với cái 38 Pháp Hạnh Phúc rồi ngưng cho đó, để cho bà con đọc xong cho mình Boss tiếp. Cho nó đều đặn ha. Rồi mời quý vị thay phiên nhau lên cho kịp nha, đừng để trống thời gian quá uổng, mình cũng còn ít thời gian thôi. Rồi Nam Mô Bích Thầy. Dạ Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ con kính chào thầy kinh và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, dạ cảm ơn. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn cho Nguyễn. Dạ con xin đọc bài để con kéo bài. Như con khúc không thấy. Dạ con xin đọc bài ạ, đoạn 3. Tê su chắc khu huynh nhà nà đi ni yat thắc ca măng rù bà đi ê kê ca lầm ba nà nê wa ma nô thà tút tí cầm ba na rù bà đi bàn chà lầm ba nằng sê sa ni ca mà wa cha vi bà ca ni ha sa na chít tăng cha ti sam ba tha bi ca ma wa cha ra lam ba na ne wa. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Như ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala Niche Wanya Nawipayut
tachawana nicha tilo kut tarawat chitasam chitasabba lambana ni, những loại tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Như cái khúc này, dạ khúc này Nguyên Trang không có thấy được, nó không có hiện lên à. Dạ con đọc phần dưới. Nhà ta sầm ba yut ta ca ma vachar ca ma vacharak riya che variya phin nhà vốt tha ba nhàn chà tí sắp bá thà bí sắp bà lầm bá nà ní, những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác không và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Dạ con xin đọc cái phần con. Khanti chasso vachasata samana manchadas sanang kale natham masa chacha e tang mang galamuttamang, nhẫn nhục lời như hòa. Ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self improvement, the sight of true monk, regular discussion of dhamma, highest happiness. Dạ, cái này là xong rồi đúng không ạ? Dạ, con kính cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, dạ thưa xin kính chào cả lớp thầy,
Kính chào thầy. Sư xin đọc bài đoạn 4. Arubbe sudutiya chatuthani mahagata lambanani sesani mahagata chitani banasabani pipanya panyata lambanani lokuttara chitani nibbana lambanani thi. Trong những loại tâm thuộc về vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư, có những đối tượng đao đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Panchavi saparitam hi cha chitta ni mahakate ekavisati phuhare athanibbanaguchare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiểu sinh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đao đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền vô sắc giới và những tâm thiện, quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nancha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina, 8 đến niết bàn. Visanuttaramuttam hi akka magga phaluchite Banchasabhata chacchiti satatha tatha sangaho. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Afinya kusala chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6, 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Manodvara vachana liên quan đến tất cả. Kinh hạnh phúc. Khanti chasso vachasata samana nang chadasanang Kale na tham masa kacha e thân mang galamuta mang. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patiensi monk o patiensi 27, patiensi 28, sensitivity to self improvement. 29, the size of a true monk, regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Yeah, sư xin hát. Sao thử. Rồi, vậy là chúng ta đã đọc được hai tua ha, xong ha. Bây giờ mình chuẩn bị bước vào bài học. Rồi, kính thưa quý vị, thì trước mà học xong phần cảnh ngủ, đúng không? Học xong phần cảnh ngủ rồi ha. Bây giờ mình bước qua cảnh pháp là số 7, là cảnh pháp. Thammaramana, cảnh pháp. Tức là ngoài cảnh ngũ ra, cảnh pháp tức là ngoài cảnh ngũ, là ngoài sắc thinh hương vị xúc, tức là gọi là cảnh pháp. Và chúng ta phải hiểu là cảnh nào mà nó không phải là cảnh sắc, cảnh nào không phải cảnh thinh, không phải cảnh vị, không phải cảnh xúc,
sắc tinh vi sắc, ngoài năm cái cảnh ra thì được gọi là cảnh pháp. Ok rồi, xuống dòng. Phải sắc tinh vi rồi, ok rồi, xuống dòng có 6 loại 2 chấm. Dòng A nhỏ, năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Quý vị biết năm sắc thần kinh là gì không? Alo, năm sắc thần kinh là cái gì? Trật, đủ sản phẩm của trật rồi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, gọi là năm sắc thần kinh, thuộc về sắc pháp luôn ha, năm sắc thần kinh. Rồi được ha. B 16 sắc tế, có ai nhớ 16 sắc tế là gì không ta? 16 sắc tế, 16 sắc tế. Rồi viết luôn này cho không nhớ nổi nè. Nước, nước cộng hai sắc tính, cộng hai sắc tính, cộng sắc ý vật, cộng sắc bản quyền, cộng sắc vật thực, cộng sắc hư không, cộng hai sắc biểu tri, cộng ba sắc đặc biệt, cộng bốn sắc tứ tướng, cộng bốn sắc tứ tướng. Rồi đó là thuộc về sắc tế, còn lại là 12 sắc kia là sắc thô. Thì sắc tế gồm có nước, nước là thuộc về sắc tế, còn đất lửa gió thuộc về sắc thô. Hai sắc tính thuộc về sắc tế, tính là nam tính nữ tính, sắc tính, sắc ý vật. Một sắc ý vật, một cái sắc để cho tâm lương, rồi sắc ý vật, rồi sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, rồi hai sắc biểu tri là thân biểu tri, khẩu biểu tri, và ba sắc đặc biệt kinh nhu thích nghiệp, cộng bốn sắc tứ tướng và sinh tiếng dị diệt, thì tổng cộng mình có 16 sắc tế thuộc về cảnh pháp. Thuộc về cảnh pháp, sẽ phải nhóm cảnh pháp đó là B. Rồi C tâm, là tâm, tâm tức là có nhiều quá vậy, tâm có nhiều. Alo, tâm 21 tâm là sao thử sao thử, thì 121 tâm thuộc về cảnh pháp. Rồi D là tâm sở, tâm sở có nhiều. Alo, tâm sở có 52. Ok rồi, tâm sở tà tha có bao nhiêu? 13 xả thử, tâm sở bất thiện có bao nhiêu? 14. Nguyên Trang giỏi quá, 14 đúng rồi, xả thử. Tâm sở tình hảo 25. Rồi xả thử, xả thử. Vì vậy tâm sở mình có 52 tâm sở thuộc về cảnh pháp. Tức là những cảnh khi mà tâm sở sinh khởi thì thuộc về cảnh pháp. Rồi E là niết bàn, E niết bàn có mấy niết bàn có gì một rồi xa thử, xa thử. Nó có hai là chết rồi.
Rồi, F là khái niệm. F là khái niệm. F khái niệm. Có bao nhiêu khái niệm đây? Hello. 13 sao nữa, sao nữa. Và khái niệm. Thì như vậy chúng ta cảnh pháp mình có 6 phần, là phần thứ nhất là 5 sắc thần kinh. B là 16 sắc tế, C là tâm, D là tâm sở, E là niết bàn, F là khái niệm. Rồi, đó là liệt kê ra những cảnh pháp này ha, tức là nó không, chúng ta thấy là không có cái nào mà liên hệ đến sắc thinh khi bị xúc ha. À, thì như vậy được gọi là cảnh pháp. Nắm được chưa? Alo. Nắm được ha. Rồi, tiếp tục ha. À, khái niệm liệt kê nữa, bên ai ngon liệt kê ra coi khái niệm. Giờ là khái niệm có mấy nhóm? Khái niệm có mấy nhóm? Có hai xà thú của Nguyễn Trang giỏi thiệt mà. Hai nhóm. Rồi, nhóm thứ nhất là cái gì? Nhóm 1. Danh chế định, xà thú, danh chế định. Nhóm 2, nghĩa chế định, đúng rồi, danh chế định và nghĩa chế định. Rồi, danh chế định có mấy? Danh có mấy? Có 6, liệt kê dùm cái rồi. Liệt kê dùm cái rồi. Sao si lên, sao có 5 là sao si lên? Ăn gian với cái. Rồi, liệt kê 6 cái danh chế định ra. lâm là ha, giờ mình gom lại ha, giờ mình ghi cho nó gọn ha. Rồi, đúng rồi đó, nhưng mà giờ mình ghi ra cho thành cái list đây coi. Rồi, 1 là 6 chứ, là 1 là danh chân chế định. 2 là, bây giờ mời anh chị nào nó lên đọc cho nó ngon lành, rồi, rồi, ở dưới ghi ra coi, ai tình nguyện lên đọc giơ tay coi. Hello. Rồi, mời ha, mời Nguyễn Trang nha. Dạ, một lần nữa con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo trang. Dạ, con xin đọc cái phần danh chân chế định ạ. À, danh chân chế định thứ nhất, thứ hai là phi danh chân chế định, thứ ba là danh chân phi danh chân chế định, thứ tư là phi danh chân chế định, thứ năm là danh chơn chế định, thứ sáu là phi danh chơn chế định. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Rồi, mời vậy nào tiếp lên liệt kê tiếp phần nghĩa chế định coi. Alo, giơ tay tình nguyện đi. Alo, Trọng Nguyễn giơ tay lên ha, giờ lên đọc ha. Chấp chấp gì giờ lên đọc nè, giơ tay lên. Mở lên, alo. Rồi, đọc chặt và chết ạ. Nam mô Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Danh pháp được đọc nghĩa chế định ạ. Nghĩa chế định gồm có hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, không chế định và hình tướng chế định ạ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con có sai, con nhờ thầy sửa giùm con ạ. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Ơi, xa thứ. Rồi, mời Triều ghi lại hết rồi, ghi lại hết rồi. Ghi lại cho nó rõ ràng ha. Đây, phần này, này.
khái niệm là thực tế đó. Rồi, ghi xuống là what's lên. Rồi, giờ chúng ta là có xong cái phần tục đế ha, khái niệm đầy đủ 13 pháp ha. Rồi, bây giờ trở lại cái vấn đề mà hôm nay là mình học về cảnh pháp ha. Thì giờ ghi hết đi, ghi ra trước đi cho nó xong rồi. Rồi, xa thứ ha, đó là phần nghĩa cho đến. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái chi tiết ha. Giờ biết nhất định, tức là biết cảnh chế định nhất định đó, biết cảnh pháp nhất định đó. Biết nhất định. Biết nhất định. Nắm được chưa? Có 67 tâm thiền. Mở mặt 27 đáo đại cộng 40 siêu thế. 27 đáo đại cộng 40 siêu thế. Được chưa? 27 đáo đại là gì quý vị? Alo. 27 đáo đại là cái gì? Mười lăm sắc giới, rồi 12 tâm vô sắc giới là 27 ha. Rồi như vậy là mình có 2 tâm đáo đại. Giờ mình xuống dòng mình lôi ra từng nhóm ha. 15 sắc giới, 15 sắc giới, 15 sắc giới bắt cảnh chế định. 15 sắc giới thì nó bắt cảnh chế định, cho nên được gọi là nó biết cảnh pháp hoặc cảnh chế định. À, tức là 15 sắc giới này nó bắt cái cảnh hay là đối tượng đó là thuộc về pháp chế định. À, chẳng hạn như ta lấy đề mục đất, ta niệm đất thì cảnh nó phát sanh trong tâm mình toàn là cảnh chế định hết ha. Hiện lên sơ tướng, quang tướng, đắc vô tiền sắc giới, đó thuộc về cảnh chế định. À, 15 sắc giới này bắt cảnh chế định, à, cho nên biết được cảnh pháp. Rồi tới 30 vô biên xứ. Cộng 3 vô sở hữu xứ. 30 vô biên xứ cộng 3 vô sở hữu xứ. Bắt cảnh chế định. Rồi, tức là ba cái không vô biên xứ, tức là tâm thiện không vô biên xứ, tâm quả thiện không vô biên xứ, tâm duy tác không vô biên xứ, tức là tính theo hàng dọc xuống đó. Giờ bản điều mình thấy hàng dọc đi xuống ha. Thì ba cái tâm này đó, ba cái không vô biên xứ này nó bắt cảnh chế định, tức là nó bắt cảnh của cái sắc giới, bắt cảnh của cái tâm ngũ thiền sắc giới, là bắt lấy cái quang tướng đó, quang tướng là cảnh chế định đó, bắt để mà tu không vô biên xứ. À, thì như vậy ba cái không vô biên xứ này nó bắt cảnh chế định là một cách nhất định, mà chỉ bắt cảnh chế định thôi chứ không thể bắt cảnh danh pháp được. Cho nên đây là bắt cảnh chế định ba không vô biên xứ. Còn ba vô sở hữu xứ thì nó bắt lấy thức vô biên xứ, đấy là cảnh chế định luôn. Nó bắt lấy cái hình tướng chế định đó để mà nó tụ tập ba cái bộ sở hữu xứ này thì nó biết cảnh chế định luôn. Thì ba cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ rồi tới vô sở hữu xứ, thì ba cái bộ sở hữu xứ này nó bắt cảnh chế định, nó bắt lấy cái cảnh mà
được coi như là đặt để ra ha, được định hình định danh tưởng tượng ra là bắt nó mà tu tập. Thì như vậy là ba bộ sở hữu xứ bắt cảnh giới định luôn. Thì trong cái tâm vô sắc giới có hai cái, ba không vô biên xứ và ba bộ sở hữu xứ bắt cảnh giới định. Nắm được chưa? Alo. Alo. Được ha. Rồi, chào qua ha. Rồi ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng xứ. Ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng xứ. Bắt cảnh chân đế. Ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng vô biên xứ, bắt cảnh chân đế. Bởi vì ba cái thức vô biên xứ này đó, cái tâm thức vô biên xứ này nó bắt lấy cái tâm không vô biên xứ. Tức là giờ mình ghi ra bốn cái tâm vô sắc giới ha. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Thì giờ cái mà thức vô biên xứ là cái thứ nhì, đúng không? Là cái thứ nhì. Thì cái thứ nhì này nó mới bắt lấy cái tâm của cái thứ nhất. Cái tâm vô sở hữu, cái tâm không vô biên xứ vừa diệt, nó bắt lấy cái tâm đó làm đề mục. À, cho nên khi mà tâm thứ nhì nó bắt cái thứ nhất làm đề mục thì cái thứ nhất là thuộc về tâm. À, cái thứ nhất là thuộc về tâm. À, hoặc nói chung là tâm và tâm sở, thì nó cái tâm thứ nhì nó bắt lấy cái tâm của nó thứ nhất làm đối tượng để nó tu, nó thành tựu được thức vô biên xứ. Thì như vậy tức là thức vô biên xứ này thuộc về bắt cảnh chân đế nhất định. Gì lắm được này không? Lâu. Được chưa? Một hai ba bốn và cái thứ hai bắt lấy cái tâm thứ hai, bắt lấy cái tâm thứ nhất, thì cái tâm thứ nhất là thuộc về tâm, thì nó thuộc về chân đế, đúng chưa? Tâm là thuộc về chân đế. À, thì cái thứ hai nó bắt cái thứ nhất làm đối tượng để tụ tập thành tựu được thức vô biên xứ. Rồi cái thứ tư là phi tưởng xứ, nó bắt cái thứ ba. À, cái từ nó bắt cái thứ ba, bắt cái mà vô sở hữu xứ. Khi vô sở hữu xứ tu tập vô sở hữu thì nó bắt lấy cái tâm vô sở hữu xứ vừa diệt đi, nó bắt lấy làm đối tượng. À, thì này như là nó bắt lấy cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng để tu tập thành tựu tưởng phi tưởng xứ. Thì như vậy biết được, bắt được cảnh chân đế luôn. Thì chúng ta có kết quả là ba cái thức vô biên xứ và ba phi tưởng phi tưởng xứ, bắt cảnh chân đế. À, thuộc về cảnh pháp nhất định. Được chưa? Hello. Hello, hiểu không quý vị ơi? Mỹ hiểu không? Chính tâm hiểu không? Trong quyển hiểu không? Chiếc lá mùa xuân hiểu không? Hà hiểu không, mấy người mới vô sao mấy người sao đây, Quyên Trang nó bắt rồi. Ba cái không vô biên xứ bắt cái quan của cái ngũ thiền sắc giới, bắt lấy cái cảnh quấn của ngũ thiền sắc giới để mà tu tập đắc không vô biên xứ, đúng chưa? Giờ ghi ra bốn cái này: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô biên xứ. Ghi bốn cái ra đây để cho thấy thôi, nó lộn xào lắm, đều ghi ra đều. Rồi đó là bốn cái tâm tâm thiền của vô sắc giới ha, đúng chưa? Không vô biên xứ nè, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, phải không?
Rồi muốn đắc được cái không nguyên xứ này á, là quý vị phải đắc ngũ thiền sắc giới luôn, là phải đắc sơ nhị tam tứ ngũ thiền sắc giới, là đắc được năm cái tầng thiền sắc giới rồi mới qua được cái thiền của sắc giới được. Thứ nhất là mình phải hiểu nha, tức là phải muốn đắc thiền không thiền sắc giới vô sắc giới đó, là phải đắc thiền sắc giới rồi mới tính được. Giống như mình muốn lên đại học là mình phải học xong lớp 12 mình mới thi lên đại học được à, chứ đâu có đùng hay nhảy lên đại học được không. Rồi thì khi mà đắc xong tới ngũ thiền sắc giới rồi đó, à, đắc xong ngũ thiền sắc giới rồi ha, thì giờ mới tu qua. Alo, còn nghe không? Alo, còn nghe không? Alo. Ủa sao mấy người kia không nghe? Kiều nghe chưa? Cho Nguyễn nghe lại chưa? Nghe mà, à, nghe. Mấy người kia không nghe chắc cũng bị gì. Rồi, giờ là nói lại ha. Thì giờ muốn đắc được cái tầng thiền đầu tiên á, tức là người ta thường thường hay nói là bốn cái tầng thiền này được xếp vô cái loại là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc giới. À, thì bây giờ cái không vô biên xứ là cái thứ nhất phải không? Cái số 1 là không vô biên xứ đúng không quý vị? Một là không vô biên xứ. Kỳ đó ha, tức là một là không vô biên xứ ha. Muốn đắc được cái thiền này á, bất cứ cái nào cũng phải có cái đối tượng đó, phải có cái đề mục để tu tập chứ không có sao tu. Bây giờ muốn vượt qua từ ngũ thiền mà để qua cái sơ thiền vô sắc giới đó, thì người ta phải bắt lấy cái đề mục của cái ngũ thiền đó, tức là cái đối tượng của cái ngũ thiền đó, tức là bắt lấy cái quang tướng của ngũ thiền đó. À, khi mà tu tập thiền đó, nó có phát sanh được cái quang tướng hào quang sáng, cái ánh sáng rực rỡ đó, cái vòng tròn sáng đó, thì cái người mà tu qua cái không nguyên xứ mình đã bắt cái đó, muốn tu qua bắt cái quang tướng đó, bắt đầu người ta làm cho lan rộng ra, từng phát huy cái vòng tròn, cái tưởng tượng ra cho nó lớn rộng ra, đạt được không vô biên luôn ha, và ánh sáng lan rộng khắp vô biên. Họ niệm không vô biên xứ, không vô biên xứ, thì khi họ niệm không vô biên xứ là tưởng tượng nó có thiệt, à, do họ tưởng ra, họ dùng cái khái niệm, họ tưởng tượng đặt ra cái định danh ra đó, à, thì nó thuộc về thuộc đế. Từ khái niệm thì do ông mượn đề mục đó là an trú rồi đó, thì những vị này là những vị nó đắc ngũ thiền rồi, người tâm ta định rất là mạnh không? Thì người ta nghĩ tới cái đó là cái ánh sáng lan rộng khắp thế giới luôn không? Lan khắp cùng luôn đó, thì họ đắc được cái thiền đó và không vô biên xứ, họ niệm không vô biên xứ, không vô biên xứ là đắc được cái thiền đó, à, cho nên được gọi là đối tượng thuộc về tục đế. Đúng rồi chưa? Được không? Rồi, ok, bắt đó là mình tưởng tượng, giống như mình ngồi mình tưởng tượng, mình tưởng tượng hư không vô cùng tận, mình tưởng tượng cho ánh sáng lan, mình tưởng thôi chứ đâu có thiệt đâu, nó là giả. Rồi, đó là không vô biên xứ. Rồi cái mà cũng tục đế luôn là cái gì? Cái gì quý vị? Cái thứ ba là cái gì? Ba là gì? Ai chắc lên coi. Vô sở hữu xứ, đúng rồi, vô sở hữu xứ cũng là cảnh thực đế luôn. Tại sao nó là gọi là cảnh thực đế? Lúc này á, nó mới bắt cái tâm của cái thức vô biên xứ là cái thứ nhì á, cái thức vô biên xứ. Tại nó thấy cái thức vô biên xứ này không, lấy đối tượng của thức vô biên xứ rồi tưởng tượng ra là không có gì hết, là vô biên mà, vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi mới lấy cái sự diệt của cái thức vô biên xứ họ tưởng tượng ra là không có gì hết, là không có gì là sở hữu, không có gì có tưởng tượng ra vậy. Họ niệm vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, đắc được cái vô sở hữu xứ đó, à, cũng do tưởng tượng luôn, à, do lấy cái cảnh đối tượng, cảnh tục đế mà làm thôi. Thì như vậy họ đắc được cái vô sở hữu xứ. Lắm rồi, giờ nó cũng giống như cái đầu vậy thôi. Mà sao cái zero zero hoài vậy? Ai còn nghe không? Alo, alo, nghe mà không? Nguyễn Trang nghe mà mấy. Còn ngủ sao Triều không nghe, lười không nghe, lười nghe mà Trọng Nguyễn không nghe, hai người không nghe rồi. Thiện Hạnh nghe nè, Thiện Lành gì nghe nè, rồi Tuấn nghe, Tuấn Tuấn Bến Tre nghe không? Tuấn có nghe không? Alo, Triều Bến Tre rồi. Việt Nam có nghe không? Triều nghe không? Triều ơi, Triều nghe không? Triều Triều nó mất đi luôn rồi.
chủ sĩ nó mất rồi. Alo chủ sĩ ơi, Long Triều nghe chưa, Long Triều nghe chưa? Nghe được tí là mất hả? Kỳ ha, Việt Nam mình bị gì rồi. Rồi giờ sao đây? Alo, vậy quý vị ra thử vô lại coi sao, ra vô lại coi sao. Ra vô lại coi. Bên Mỹ, mà bên Mỹ người ta nghe rõ liên tục, nhưng mà Việt Nam hơi bị ha. Tuấn cũng mất tiêu luôn rồi, Tuấn Việt Nam cũng mất luôn rồi. Chánh Tâm nghe không? Chánh Tâm bên Canada nghe không? Chánh Tâm nghe, à, nghe rõ mà. Tâm nghe. Nghe, ok, rồi. Giờ chờ chút xíu nha, cho một phút bay bên Việt Nam tôi củng cố lại đội hình rồi mà mất bài. Được chưa? Ra vô lại chưa? Triều sao rồi? Triều nghe lại chưa? Alo, Triều nghe chưa? Triều ơi. Rồi quý vị nghe được, có nắm được cái tâm thứ nhất, cái tâm thứ ba chưa? Sơ thiền, ngũ thiền vô sắc chưa? Bắt cảnh là khái niệm ha, một thứ ba nắm được ha, giống như mình ngồi mình suy diễn mình suy diễn pháp, nhưng mà những bậc mà thiền định ta chỉ cần đặt tâm vô với đối tượng là ta an trú vô liền, chứ không phải như mình tưởng tượng thành tưởng voi ha. Hello. Vô sư hữu xứ là nó bắt mấy cái tầm thứ nhì á, tầm thức vô biên xứ á, thì mình nghĩ là thức vô biên, mà thức vô cùng tận, là khi mà nó sanh nó diệt nó đạt với một cái giống như cái đề mục vô cùng tận, thì nó bắt lấy cái này, bắt cái thức vô biên xứ này nè, nó mới tưởng tượng ra là vô sư hữu xứ, ảnh tưởng tượng đó thôi chứ không có thật. Là một cách người ta giải thích là do bắt cái thứ nhì để mà và tôi suy diễn ra, ồ này do nó vô cùng, chắc là nó không có gì hết, tới tận cùng vô zero, giống như niệm tâm không vậy quý vị. Giống như mấy bên thiền bên Bắc Tông lấy tâm không á, niệm về không á, thì người ta y cứ trên cái chỗ này để người ta tập. Nhưng mà thật sự nó có nhưng làm sao nó không được, nó có nhưng đâu có không được, mình tưởng tượng là nó không có là mình cho là không, cho nên bị rơi vô cái thường kiến chỗ này ha, rơi vô cái sai lầm cái chỗ về cái không là một cách. Một cái cách thứ hai nữa đó, trong chú giải đang nói là cái tâm vô sở hữu xứ này bắt lấy cái quan tướng đầu, bắt lấy cái quan tướng của cái sắc giới đó, người ta mới thấy niệm là quan tướng lan rộng tới mất luôn, không còn nữa, là cho là không, niệm vô sở hữu xứ là không luôn, thì nói chung là tưởng tượng hết á, tưởng tượng nó là không đó. Do mình cho nó là không, niệm không vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ là không có gì hết, thì như vậy được gọi là vô sở hữu xứ, chứ mà thực sự có chứ sao không được chưa. Alo, mấy người kia sao rồi ta, để vô cho ra sao rồi. Hay kẹt ha, bên Việt Nam cũng căng ha. Đông quá chắc nghỉ ở nhà đông quá. Ủa Linh rõ mà, Sư Linh ngon lành mà, sao mấy gì kia kỳ. Tuấn em ru không thấy trả lời vô, chắc hết nghe luôn rồi, tắt luôn rồi. Nãy giờ không đứt đoạn luôn, bên chỗ Sư Linh ở xa lắm mà vẫn ngon lành ha, vẫn còn ở Bến Tre bị ha, nhóm Bến Tre cũng đông người đó mà bị đứt cái này hơi kẹt. Rồi hello, Đồng Triều vô lại ha, Trường Nguyễn vô lại nghe chưa? Alo, hai vị nghe chưa? 1, 2, 3, nghe rõ trả lời. Nghe rồi ha? Rồi, ok. Rồi, Trường Nguyễn nghe lại chưa? Trường Nguyễn nghe lại chưa? Alo.
Rồi xong ha, nghe được ha, trong quyển không biết sao nữa. Rồi giờ cứ tiếp tục đi. Rồi nãy là số 1 chứ số 3 tức là không vô biên xứ vô sở xứ là bắt cảnh giới định nhất định à, bắt cảnh giới định thuộc về nhất định. Rồi ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng vi tưởng xứ, thì này, hai cái này là hai cái của cái vô sắc giới là nó bắt cảnh chân đế nhất định luôn à, là nó bắt cảnh chắc chắn là phải là cảnh chân đế thôi. Bởi vì ba cái thức vô biên xứ này bắt lấy cái tâm đầu tiên, cái sơ thiền của không vô biên xứ của vô sắc giới đó, tức là không vô biên xứ, nó bắt cái tâm đó à, nó bắt cái tâm đó niệm, lấy cái đó làm đối tượng à, thì niệm cái tâm là thức, thì thức vô biên à, thức thì vô biên đúng chính xác, bắt lấy cái tâm thì cái tâm thuộc về cảnh chân đế à, thì cái đó là thuộc về thức vô biên xứ, đúng chưa? À, là bắt cảnh chân đế, vì nắm được tức là bắt cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng để tu tập thành tựu được thức vô biên xứ, thì tâm thuộc về chân đế. Thì chưa nắm được cái này không? Alo. Rồi ha, nắm được ha. Rồi ba cái phi tưởng xứ thì nó bắt lấy cái tâm của vô sở xứ à, làm đối tượng. Vô sở xứ mà là nó bắt lấy cái tâm đó à, đó là sanh diệt vi tế, tức độ là phi tưởng phi tưởng xứ, tức là không có mà cũng không phải là không có, là phi tưởng là không không có không có tâm, mà phi tưởng là có tâm, không có mà không có bởi vì quá vi tế à, thấy cái tâm quá vi tế là niệm cái tâm đó thì đắc được cái cảnh chân đế, về đối tượng là thức là vô sở xứ, tâm vô sở xứ à, đó là ba cái thức quyền xứ và ba cái phi tưởng phi tưởng xứ là bắt cảnh chân đế thuộc về tâm và tâm sở, được rồi không? Được chưa? Không quá chưa? Rồi tiếp theo là 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế là 8 đạo nhân cho 5 tầng thiền, bốn đạo bốn quả nhân cho 5 tầng thiền là 40 ha, và 40 tâm siêu thế thì bắt đối tượng là gì, là niết bàn. 40 tâm siêu thế bắt đối tượng niết bàn và nhất định, và không có cái cảnh nào khác ngoài ra là niết bàn à, cho nên 40 siêu thế này chỉ có cảnh niết bàn là đối tượng à, cho nên 40 tâm siêu thế đối tượng là niết bàn nhất định. Rồi nắm chắc cái này ha, để mình biết ha. Rồi bây giờ nhất định là có 67 tâm thiền mà em nói ha, là 27 đáo đại, 40 siêu thế à, được liệt kê rồi ha. Rồi chiều quý vị gom lại ha, gom liệt kê lại cho rõ ràng ha, là nhất định. Rồi bây giờ qua biết không nhất định, nãy là biết nhất định, giờ biết không nhất định. Biết không nhất định. Có 43 tâm. Mở ngoặc. 41 tâm dục giới. 41 tâm dục giới. Trừ ngũ song thức và ba ý giới. Tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới. Rồi, cộng thêm 2 không là 43. 2 tâm thông là 43, tức là 43 tâm này biết cảnh pháp không nhất định. Đúng chưa? Rồi bây giờ 41 tâm dục giới là gì quý vị, liệt kê giùm coi. Alo. 41 tâm dục giới. 12 bất thiện, xa thú. Rồi, tiếp tục. Gì nữa? Alo.
Năm vô nhân, xa thú, năm vô nhân, đúng rồi. À, 24 tâm dục giới tình hảo, đúng luôn. À, vậy, như vậy mình có là 12 bất thiện, năm vô nhân, 24 dục giới tình hảo. Tại sao năm vô nhân? Năm vô nhân là những tâm gì đâu, quý vị kể ra coi. Năm vô nhân là cái gì? Năm vô nhân. Kể nha, tĩnh tâm coi kể nha. 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và ba ý giới đóng ngoặc. Để lại nha. 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và ba ý giới, thì như vậy năm tâm vô nhân là kháng ngũ môn là một. Rồi giờ người ta ghi tất rồi. Kháng ngũ môn. Gì vậy? Ba words là gì? Ai ghi khác ngữ môn đây? Hiện đang ghi khác ngữ môn phải không? Là tiêu rồi. Ghi lại đàng hoàng. Ba quan sát cộng khác ngữ môn cộng ưng cúng vi tiếu là 5, bởi vì nó trừ ngũ sân thức là 10 không, và ba ý giới là 2 tiếp thâu cộng 1 kháng ngũ môn là 3, tức là trừ 13 cái tâm này rồi, còn lại có 5 cái thôi, là ba quan sát cộng kháng ngũ môn cộng ưng cúng vi tiếu, đúng chưa? Đúng rồi, không? Rồi ghi lại, ghi ra. Năm cái tâm vô nhân là gì? Ra rõ ràng. Rồi. Bài quan sát, cộng cái ý môn cũng bị tiếp. Rồi ha. Rồi bây giờ tại sao nó biết cảnh pháp không nhất định nè? Bây giờ 41 tâm dục giới thì có 12 bất thiện. Thì tại sao 12 tâm bất thiện nó biết không nhất định? Tại sao 12 tâm bất thiện biết cảnh pháp không nhất định mà nó có biết được cảnh ngủ không quý vị? Nó biết được cảnh ngủ không? Alo. Biết luôn không? Biết cảnh ngủ, nó biết luôn cảnh pháp luôn, cho nên được gọi là biết không nhất định, tức là nó biết cả sáu cảnh luôn, sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp luôn, chứ nó không phải biết cảnh pháp không, cho nên 12 bất thiện biết luôn cả sáu cảnh. Rồi ghi ra 12 bất thiện biết luôn cả sáu cảnh, ghi ra nha, để quên á. Rồi năm tâm vô nhân à, lấy ra là ba quan sát tại sao biết không nhất định, đổ ai nói chúng nha, ba tâm quan sát. Nghe là phải không? Nghe con lành ha. Ok, good. Rồi giờ ta quan sát. Vì nó cũng bắt cảnh pháp luôn, xa thú. Khi mà ba quan sát này đó, à, nó làm việc quan sát á, thì nó biết được cảnh ngủ, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À, nhưng mà nó làm cái phần sự à, cảnh hoặc là phần sự mà tập sinh á, thì nó biết được cảnh pháp. À, cho nên ba cái quan sát này biết được cả sáu cảnh. Giờ mình ghi ra ba quan sát biết cả sáu cảnh.
biết được là sáu cảnh rồi, và ưng cúng vi tiếu biết được cảnh ngủ không quý vị, ưng cúng vi tiếu biết luôn ha, biết được cảnh ngủ luôn. Thì như vậy ưng cúng vi tiếu cũng biết được cả sáu cảnh, nó biết cảnh ngủ và nó biết luôn cảnh pháp luôn. Rồi xuống dòng mình 24 tâm dục giới tình hảo gom chung nói rồi ha. Thì 24 tâm dục giới tình hảo này biết cảnh ngủ không quý vị? Biết luôn ha, nó thuộc về tâm tình hảo à, nó cái lộ tâm nó thuộc về thiện pháp có, mà quả của thiện pháp cũng có, mà di tác cũng có. Thì 24 tâm dục giới tình hảo biết cả sáu cảnh luôn, biết được sắc thinh khí vị xúc pháp luôn, và 24 tâm dục giới tình hảo. Rồi tổng cộng là mình có nhiều là 110 tâm, 110 tâm biết nhất định và không nhất định, là có 110 tâm. Cái nhất định là nhiêu anh rồi, 67, không nhất định là 43, tổng cộng là 110 tâm. Nhất định 67, không nhất định, cộng vô 2 triệu, cộng 2 lấy vô 1 triệu. Rồi, ok. Rồi, nắm được chưa quý vị? Alo, cho biết đi. Hiểu bài không? Hiểu bài không? Cho biết, cho cái mông lên coi. Còn không hiểu thì cho nguyên cái chứng dịch lên. Nguyên trang ba cái bông luôn, dữ dằn, nguyên trang dữ dằn quá. Trong triều hai cái bông bự, à không có bông nào hết, duy linh một cái lá. Chánh tâm ngồi chắp tay mô Phật. Rồi ha, rồi bây giờ mình qua được cái phần này ha, rồi mình đi vô nhóm B, đúng chưa? Bây giờ mình bước qua nhóm B từ 8 tới 9. B từ 8 tới 9. Nhóm B từ 8 tới 9. Rồi xuống dòng. Số 8 cảnh chân đế. Cảnh chân đế. Cảnh chân đế paramattha sacchāramaṇa, paramattha sacchāramaṇa cảnh chân đế. Cảnh chân đế di pháp hai chấm tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn, và chi pháp của cảnh chân đế. Cảnh chân đế là tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn. Thì mình học chi pháp rồi, tất cả là pháp bây giờ làm hai pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp chân đế gồm có sắc pháp, pháp chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi gồm có sắc pháp và danh pháp, danh pháp gồm có tâm sở và tâm. Thì như vậy cảnh chân đế là gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Được chưa? Nhớ bài chưa? Alo, nhớ bài không? Cho cái bông lên coi. Nhớ ha, cái này là đọc đều đều mỗi ngày, không nhớ được thôi. Đọc đều đều không nhớ. Rồi ha, tham qua ha, rồi. Bây giờ biết nhất định, hai chấm. Rồi biết cảnh chân đế nhất định á.
nhà biết nhất định hai chấm có 71 tâm, có 71 tâm. Ở ngoài 17 tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân trừ kháng y môn, 17 tâm vô nhân trừ kháng y môn. Tám tâm quả dục giới, tám tâm quả dục giới. Ba thức vô biên xứ, ba thức vô biên xứ. Ba phi tưởng phi phi tưởng xứ, ba phi tưởng biên xứ. 40 siêu thế, 40 siêu thế. Rồi như vậy biết cảnh chân đế là biết cảnh tâm, tâm sở xuất phát niết bàn ha, nhất định có 71 tâm, 17 tâm vô nhân trừ kháng y môn, 8 tâm quả dục giới, 3 thức vô biên xứ, 3 phi tưởng biên xứ và 40 siêu thế. Rồi ha, ok, xuống dòng lôi cái 17 vô nhân xuống. 17 vô nhân là gì đâu? Alo. Mười bảy vô nhân ngũ song thức, một tâm vô nhân trừ kháng y môn ra là còn 17. Rồi kể liệt kê đi, liệt kê ra cho rõ ràng ngũ song thức nè, là cái gì nữa? Hai tiếp theo là 13. Rồi, đúng rồi. Rồi gì nữa? Ba quan sát và 15. Hình cúng vi tiếu là 16. Thiếu một cái. Kháng ngữ môn là 7. Rồi, đúng rồi ha. Rồi, như vậy mình có 17 tâm vô nhân. Cảnh chân đế nhất định. Đó chưa? Nắm ý này trước chưa? 17 tâm vô nhân bắt cảnh chân đế nhất định. Rồi bắt như thế nào đây? Bây giờ ngũ song thức. À, ngũ song thức là gì? Liệt kê ra coi. Ngũ song thức. Ngủ xong thức, alo quý vị còn nhớ không? Ghi còn nhớ không đây? Hai nhãn, hai nhĩ, đúng rồi, tức là ngủ xong thức ha. Tức là từng cặp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tức là kêu là ngủ xong thức, tức là bất thiện và thiện. Hay kêu là ngủ xong thức. Tại sao nó biết cảnh chân đế nhất định? Quý vị cho biết thì rồi. Tại sao nó biết cảnh chân đế nhất định? Ai biết không? Alo. Cảnh chân đế nhất định. Bắt cảnh thuộc chân đế thì đúng rồi, nó bắt cảnh thuộc chân đế nhất định. Mà cảnh chân đế là cảnh gì mới được? Bắt cảnh gì? Hai mươi tám sắc pháp đặt rồi. Sắc tình châu nguyên càng nó đúng nha, sắc tình tiền hữu đúng rồi, sắc tình khí vị xúc chưa qua khái niệm mà xa thú tiền hữu ha, sắc tình khí vị xúc không có pháp với bạn đây, hà lộn nha, không có pháp với bạn, sắc năm cái
ngũ sam thức á, năm cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì nhãn thức bắt cảnh gì quý vị? Nhãn thức bắt cảnh gì? Nhãn thức bắt cảnh sắc. Thì cảnh sắc sao là nhãn thức bắt được? Vì lúc này nó chưa có qua đề mà tục đế, thì nó vẫn còn là thuộc về cảnh sắc, thuộc về chân đế. Rồi nhĩ thức bắt cảnh gì? Nhĩ thức bắt cảnh gì? Cảnh thinh, xa thú, xa thú. Rồi tỷ thức bắt cảnh vị, phải không? Tỷ thức bắt cảnh vị đúng không? Alo. Cảnh vị Hà cũng bắt cảnh vị luôn rồi. Hà bắt cảnh vị luôn. Sao? Ví dụ bây giờ nói luôn. Tỷ thức bất cảnh mùi, bất cảnh khí, đúng rồi, bị gạt. Rồi thiệt thức bất cảnh xúc, đúng chưa? Thiệt thức bất cảnh xúc phải không? Alo. Cảnh gì? Cảnh vị. Rồi thiệt thức bất cảnh vị, rồi đúng không? Rồi thân thức bất cảnh gió, đúng không cái gì? Thân thức bất cảnh xúc, xà thú. Rồi như vậy là ngũ sam thức này bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là bắt cảnh thuộc về sắc pháp, là thuộc về sắc cảnh giới, sắc thinh khí vị xúc là thuộc về sắc cảnh giới. Thì như vậy là bắt được cảnh thuộc về chân đế, sắc pháp thuộc chân đế, đúng không? Alo, chính xác chưa? Chính xác cho biết đi. Rồi ha, qua được chưa? Qua ha. Rồi kháng ngũ môn, tại sao chỉ biết cảnh chân đế thôi? Cho biết coi. Kháng ngũ môn, tâm kháng ngũ môn biết được cảnh chân đế nhất định. Why? Nãy giờ ông thấy Mỹ trả lời, thấy Mỹ sẽ im ru, không biết có hiểu không. Cabinader thấy im ru, nãy giờ ông thấy trả lời nè, để ý ông thấy trả lời nha. Rồi Nguyễn Trang cho là vì biết được năm cảnh. Rồi còn ai nữa không? Alo, không biết cảnh pháp. Rồi ai nữa không? Giống ngủ sao không sao giống được, đâu giống được, khác nha, đâu có giống được. Biết năm cảnh qua ngũ sam thức cũng trật luôn. Cái ngũ môn biết năm cảnh qua ngũ sam thức là trật rồi, hiểu lộn rồi. Ai nào? Mở cửa chuẩn bị cho ngũ sam thức bắt cảnh. Xa thú chính xác, chiếc lá mùa xuân à, quá giỏi luôn à, chính xác là như vậy. Cái ngũ môn là sự mở đường, mở cửa cho ngũ sam thức phát sanh. Cho nên nó chỉ biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc à, khi cảnh sắc sanh lên thì khán ngũ môn mở đường cho nhãn thức sanh lên. Khi nhĩ thức sanh lên, khi cảnh thinh sanh lên thì khán ngũ môn mở đường cho nhĩ thức sanh lên. Thì cũng như thế đó ha, những cảnh kia cũng vậy. Thì như vậy kháng ngũ môn là làm phận sự mở cửa cho một trong năm cảnh, cho nên nó biết được năm cảnh này một cách nhất định à, vậy nó biết được cảnh pháp không quý vị? Hello, không, xa thử không biết được cảnh pháp. Nó chỉ mở đường cho cái lộ tâm thuộc về lộ
lộ ngũ môn, lộ ngũ môn trong cái lộ tâm là chỉ biết được năm đó thôi, ngoài ra không biết gì hết. Thì như vậy cái ngũ môn biết năm cảnh, biết năm cảnh thuộc về sắc pháp, về sắc, về cảnh thuộc về chân đế, được chưa? Qua được không? Qua được chưa? Qua được không? Tiếp theo, hai tiếp theo. Hai tiếp theo, tại sao biết cảnh chân đế nhất định? Hai tâm tiếp theo, tại sao chỉ biết cảnh chân đế nhất định mà không biết cảnh tục đế? Hai tiếp theo. À, biết không? Hebrew rồi. Rồi, bí rồi. Tiếp thu nhận cảnh từ ngủ xong thức. Xà thủ, xà thủ ha. À, con nhận chiếc lá mùa xuân này giỏi thiệt ta. Tiếp cảnh qua ngủ xong thức. Đúng rồi. Cả viên này là đúng rồi. Tức là khi ngủ xong thức sanh lên bắt cảnh nào truyền vô cho tiếp thu, thâu vô cảnh đó. Cho nên hai tâm tiếp thâu này biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À, cho nên đó, hai tiếp thâu biết pháp chế định, pháp chân đế. Đúng chưa? Biết pháp chân đế. Rồi, ok, xả thú không? Rồi, bây giờ ba quan sát biết chân đế. Tại sao? Alo, ba quan sát này để ý nha, khó chứ nha. Ba tâm quan sát. Ba tâm quan sát. Ba tâm quan sát lý do tại sao biết cảnh chân đế nhất định. Gì? Ba quan sát cảnh, cảnh pháp rồi phân tích từ cảnh tiếp theo đem lại tục sinh hợp kiếp tử. Rồi bây giờ nó có hai vấn đề, hai vấn đề thứ nhất là ba là quan sát rồi đó, ba cái tâm quan sát này nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó đem vô vô qua từ qua cái tâm tiếp thâu rồi nó đưa qua quan sát, nó mới quan sát cảnh ngủ. Bây giờ nó quan sát cảnh ngủ thì như vậy là nó biết cảnh ngủ, cảnh sắc thì bị xúc pháp, cảnh sắc thì bị xúc là một, không tức là nó biết được là về cảnh sắc pháp thuộc về chân đế là một. Rồi khi ba cái tâm quan sát này nó làm việc tục sinh, hộ kiếp, tử thì nó cũng bắt được cảnh pháp, cái cảnh trong nội phần, nó bắt được cảnh pháp. Thì như vậy cũng về pháp chân đế, đúng chưa? Cũng thuộc về pháp chân đế. Và khi nó làm việc na cảnh, nó cũng bắt cảnh pháp, thuộc về pháp chân đế luôn. Thì cái tâm quan sát này nó làm nhiều phần sự, ha? Nó làm rất là nhiều phần sự, quan sát cảnh ngủ, quan sát cảnh pháp luôn, là biết được cảnh pháp. Vì như vậy biết cảnh pháp cũng và cũng về chân đế luôn, tức là nó biết được nhiều thứ nhiều loại hơn là cái tiếp sau, cho nên nó biết được cảnh chân đế cách nhiều cái mặt ha. Cho nên ba quan sát biết chân đế một cách nhất định. Đó chứ là nắm được chưa quý vị? Khó chứ mà để ý ha. Yeah.
ha, tham qua chưa, tham qua chưa? Quyên Trang nắm được không? Alo. Quý vị nắm được không? Cho biết đi. Thiện Hữu nắm được không? Rồi Mỹ nắm được không? À, gì đó. Rồi, tất cả quý vị là chánh tâm đâu im ru rồi. À, Manaramsi đâu mất tiêu rồi. Thiên lành, thiện lành, thiện lành hiểu không? Alo. Rồi ha, ok ha, rồi nắm được ha. Rồi bây giờ là chúng ta đi tới cái tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo là tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Biết cảnh chân đế tại sao, ai biết không? Alo. Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Tại sao biết cảnh chân đế không thôi? Alo. Thiện hữu, tục sinh, học kiếp, tử, ba chức năng, ổn ly. Cái gì Hà lấy nếp bàn đối tượng trời. Hà ơi là Hà. Còn cái này nó rồi chết luôn. Cái gì có gì đó trí tuệ gì nữa. Tâm quả dục giới tịnh hảo. À, để tâm quả dục giới tịnh hảo là tâm này làm phận sự tục sinh hộ kiếp tử, nó chỉ làm phận sự thôi, tục sinh hộ kiếp tử, đúng chưa? Rồi, cùng lắm thêm việc mót nữa, ha. Thì như vậy tục sinh hộ kiếp tử và mót thì những loại tâm này á, nó chỉ bắt cảnh pháp, nó chỉ bắt cảnh pháp, tức là bắt cảnh chân đế chứ nó không bắt cảnh tục đế. À, cho nên những loại tâm quả này nó chỉ biết cảnh chân đế nhất định, tức là không thể mà bất định được, mà biết cảnh chân đế nhất định là tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Bởi vì khi mà làm việc tục sinh thì cái tục sinh tâm nào hộ kiếp tâm đó và cũng là tử tâm đó luôn, thì nó chỉ biết cảnh chân đế, nó biết cảnh đối tượng ở trong thuộc về, không phải cảnh sắc, không phải cảnh thinh, không phải cảnh khí, không phải cảnh vị, không phải cảnh ngũ, mà nó biết thuộc về cảnh pháp, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp. À, nó biết cảnh đó. À, cho nên nó thuộc về cảnh chân đế. À, tám tâm quả dục giới biết cảnh chân đế. Được chưa? Ủa, đều hết nghe hả? Nghe lại chưa? Alo. Rồi, nắm được cái tám tâm quả dục giới tịnh hảo không? Alo. Tám tâm dục giới tịnh hảo biết cảnh chân đế nhất định. Rồi ha, vậy ợt ha, bởi vậy là đó ha. Tâm này là tâm đầu tiên trong cuộc sống tái sanh thì cũng nói là đâu có cảnh sắc, cảnh thinh, khí vị xúc gì đâu đó ha. À, thì tám tâm quả giữa tình thảo này biết cảnh chân đế nhất định. Rồi, tiếp theo là gì? Ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng xứ. Rồi giờ ba thức vô biên xứ, tại sao biết cảnh chân đế nhất định? Ba thức vô biên xứ, nãy mới giảng rồi nha, giờ nói thử rồi. Ba thức vô biên xứ, tại sao biết cảnh chân đế nhất định? Lấy không vô biên làm đối tượng, xà thủ, đúng rồi, chính xác ha. Ba thức vô biên lấy tâm không biên xứ. Rồi, ba phi tưởng xứ. Tại sao? Ba phi tưởng xứ. Bắt tâm vô sở xứ, lấy tâm vô sở xứ làm đối tượng, à, cho nên thuộc về chân đế. Thì kết luận ba thức vô biên
và ba phi tưởng xứ, biết cảnh chân đế nhất định. Nó chỉ bắt được cái tâm đó nhất định làm đối tượng để tu tập thành tựu đắc chứng được cái thiền, cho nên nó thuộc về cảnh chân đế, đúng chưa? Xong ra là hiểu ha, dễ quá ha, học tới đây là càng ngày cái gì thấy rõ vậy ha. Ok rồi, 40 tâm siêu thiệt. Tại sao chỉ biết cảnh chân đế mà thôi? Alo. Ok. Chỉ có đối tượng là Niết Bàn mà thôi, bởi vậy Niết thuộc về cảnh chân đế. Thì 40 siêu thế biết Niết Bàn là nhất định, không biết gì khác ngoài Niết Bàn ha. Lúc này là điểm này là dễ hiểu, như dễ nhớ chứ ha. Rồi, như vậy chúng ta có được những loại tâm biết nhất định Rồi giờ tới biết không nhất định. Biết không nhất định. Biết không nhất định là gì? Biết không nhất định. Mấy có tâm nhất định cảnh như thế rồi, đúng rồi. Giờ tới biết không nhất định. Có 31 tâm. Có 31 tâm. Mở ngoặc 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Cán y môn. Hai tâm thông. Hai tâm thông. Rồi, đúng không? Là có tất cả là 31 tâm. Rồi, bây giờ 12 tâm bất thiện. Tại sao biết cảnh chân đế không nhất định? Ai nói được không? 12 tâm bất thiện. Biết cảnh chân đế không nhất định. Thì cũng gì đấy không tính như được. Mười hai tâm bất thiện. Biết chân đế và tục đế luôn. Xa thú bị bắt được tục đế. Biết được cả hai. Nó biết được chân đế và nó biết được tục đế luôn. Mười hai tâm bất thiện. Rồi tám thiện dục giới tịnh hảo. Tại sao không nhất định? Cũng vậy luôn, rồi đúng không? Rồi tám duy tác dục giới tịnh hảo. Xì xì với mắt mới gì không biết. Cảnh chân đế, cảnh sắc pháp, cảnh sắc tinh cái dị xúc, xì si, nó biết tốt, xì si, nó đi lên tới không dung, nó lên tới vô sắc giới, nó biết, ăn thua vậy này. Rồi tám tâm di tác diệu giới tình hảo. Cũng vậy luôn ha. Rồi kháng y môn nè. Kháng y môn nè, chào rồi. Kháng y môn. Kháng y môn. Cũng vậy luôn ha. Cũng bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thuộc chân đế. Và nó cũng bắt được tục đế luôn. Nó bắt được cái những cái pháp tục đế biết được luôn, chân đế và tục đế biết cả hai ha. Rồi hai tâm thông. Hai tâm thông trên bản điều là nằm đâu quý vị? Chắc chết.
bên tâm sắc giới mà nó nằm ra ngoài ha, tới ngũ thiền á, tâm ngũ thiền sắc giới là thường thường hay cho thêm cái nữa, thêm donut thêm cái nữa ở tâm thiện ngũ thiền sắc giới đó, có thêm cái là tâm thông, rồi tâm di tác ngũ thiền sắc giới thêm cái nữa là tâm thông của thực di tác. À, thì hai tâm thông đừng khỏi nói ha, biết được tập đế, biết được chân đế luôn. Như vậy là không nhất định mình có 31 tâm, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tình hảo, 8 tâm di tác dục giới tình hảo, cái nghi môn hai tâm thông. Tại sao không có cúng quy tiếu? Lý do không cúng quy tiếu không bắt cảnh tục đế, chỉ bắt cảnh chân đế mà thôi. À, ưng cúng quy tiếu thì thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì bậc tòa hán vừa thấy cái là mỉm cười một cái nhẹ thôi, không cần phân tích gì hết. À, là bắt cảnh chân đế thì không nhất định là không có ưng cúng quy tiếu. À, nhớ rõ đó nha. Thì như vậy nó có 31 tâm, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tình hảo, 8 di tác dục giới tình hảo, các nghi môn và 2 tâm thông. Mà biết cả hai tục đế và trần đế, tổng cộng mình có là nhiêu đây, tổng cộng cộng lại coi có gì. Tổng cộng bao nhiêu? 102 đúng không? Cộng lại 102 đúng chưa? Vừa nhất định và vừa bất định. Nhất định và không nhất định. 102 đúng không? 102, 31 đúng rồi, đúng rồi, 102. Rồi xuống dòng mình ghi chú, cái ghi chú 2 chấm. Ghi chú 2 chấm. Tám tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân mở ngoặc trừ kháng ý môn đóng ngoặc. Tám tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân mở ngoặc đóng ngoặc trừ kháng ý môn á, trừ kháng ý môn. Được chưa? Không bao giờ biết cảnh tục đế. Không bao giờ biết cảnh tục đế. Chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. Chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. À, là cái này để ý, chú ý cho này ha. Nắm được cái này là mình sẽ nắm được rất là rõ vấn đề ha. Tức là 8 tâm đại quả. Đại quả thiện dục giới là và 17 tâm vô nhân, toàn 7 tâm vô nhân trừ kháng môn thôi, kháng môn nó biết cảnh tục đế. À, cho nên 8 đại quả và 17 vô nhân không bao giờ biết cảnh tục đế. Nó chỉ biết cảnh chân đế mà thôi, nắm bắt cảnh chân đế mà thuộc dục giới. À, cảnh chân đế thuộc giới. Rõ ràng ha. Rồi, như vậy là chúng ta học xong cái phần pháp chân đế. À, tới đây đủ không? Pháp chân đế rồi, tuần tới mình nhắc học tới hết chân đế ha. Tuần tới là mình học về cảnh tục đế, những cảnh khác tiếp tục ha. Rồi quý vị có nắm được hết không? Cho biết đi, cho xin bông qua rồi lên đây. À, ha, dễ ủi ha, có gì đâu khó ha. Rồi, xa thú, xa thú. Rồi, bài học thấy khó mà dễ ha, thấy tuy khó mà dễ ha. Tuy dễ mà khó khó nhưng mà mình phân tích ra mình chẻ ra hết là mình sẽ thấy nó dễ ủi, không có gì khó, không có gì này lo lắng hết. À, còn nếu mình không có phân ra mình đọc không thì biết đọc không biết nói gì luôn, giống như đọc bài lên nãy đọc thì mình không biết được, khó biết lắm. Rồi giờ có một cái vấn đề mà quý vị hay thắc mắc cái chỗ này. À, thấy quý vị cũng hay thắc mắc hỏi, có nhiều người cũng hỏi nói về thân á, là có thọ xả hay không,
đúng không? Có thấy có nhiều người họ hỏi điều này về thân thì có thọ xả hay không, thì có sách trả lời là có sách là không. Thì giờ theo quý vị sao, thân có thọ xả hay không? Thân thường thường mình học có là thọ khổ với thọ lạc, nhưng mà giờ có thọ xả hay không? Chiếc lá mùa xuân là có, thiện hữu không? Không, không đều không. À không. Còn ai nữa không? Nguyên đang, đang không xua. Chánh tâm. Nó đang hỏi thân, hỏi cái thân mình nè, cái thân mình đây nè, chứ không hỏi gì khác ha, mình nhớ nè. Hồi đó học có, có mà có làm sao, mà không là không làm sao, mình phải rõ ràng ha. Còn cái này hơi khó hiểu, hơi khó hiểu nha. Cái này nhiều đâu. Qua như nghe Mỹ lên hỏi vụ này, Sư Lưu Tông còn có nói mà Sư Lưu Tông không nắm được ý của Mỹ, là Sư Lưu Tông nói không chính xác ha. Bây giờ mình đưa vấn đề ra, cái câu này thắc mắc nhiều người hỏi tôi quá. Thân gì khổ lạc rồi, còn ai nữa không? Thế quản lý gì pháp không? Không mà có xả. Bây giờ vậy quý vị ha, quý vị bị kẹt vô cái chỗ này, là khi mà nói tới thân, mình nghĩ lên cái thân này của mình. À, mình nghĩ lên cái hệ thống thần kinh thân, à, mình bị kẹt vô đó liền, không nói tới đó là bảo đảm cái gì ai bị kẹt vô đó. Giờ thân mình có con mắt không, thân mình có mắt không, cái gì có con mắt không, có lỗ tai không, có lỗ mũi không, có lưỡi không, có thì thân mắt tai mũi lưỡi thì thuộc họ gì, nhãn thức thuộc họ gì, nhãn thức xả, nhĩ thức xả, tỷ thức xả, thiệt thức thuộc thọ xả. Bốn cái đầu là thọ xả, cho nên trong cái thân này của mình có thọ xả luôn, nhưng mà nó không phải thần kinh thân thôi, về mắt tai mũi lưỡi. Còn thần kinh thân thì khi tiếp xúc là thuộc về thọ lạc hoặc là thọ khổ, nắm chưa? Rồi mình bị kẹt như đó ha, mình bị kẹt như hãy nói thân là mình cho cái thần kinh thân, nó đâu có nói mình thần kinh thân đâu. Mà nó nói cảnh xúc đó, mà nói mắt tai mũi lưỡi thân thân, nhưng lẽ là nó nằm ngoài thân, nó cũng là thân của mình chứ, nhưng lẽ nằm ngoài, đúng chưa? Nhưng mà khi nói tới cái thần kinh thân á thì là khác à, thì ta phải đặt câu hỏi không đúng thì không nắm được. Đặt câu hỏi thường thường ta hay bị hỏi cho nghĩ là chắc mình nói tới cái sự xúc của thân, nhưng mà cái thân này của mình nó nhiều thứ lắm như vậy. Mắt cũng thân chứ không lẽ mắt ngoài thân, mắt cũng là nằm trên thân này của mình, tai cũng thân, mũi cũng thân, lưỡi cũng thân, mà thân là cũng thân, thì như vậy thân là nếu mà tiếp xúc cảnh xúc thì thân thuộc về thọ khổ hoặc là thọ lạc, là chính xác ha. Nhãn thức thọ xả, nhãn thức thì thọ xả chứ không lẽ là thọ khổ, thì trong cái mình học là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. À, đó là năm cái đó. Thì con mắt đó là đối tượng, là cái để bắt cảnh sát. À, thì khi mà nhãn thức nó sanh lên thì nó có thọ, thì nói thọ mà đang nói cái thọ, thì cái thọ đó là thọ xả, thì tên do qua năm cái mắt tai mũi lưỡi thân thì bốn cái đầu phát sanh ra thọ xả. Nhưng mà cái cuối cùng thì thuộc về thọ khổ hoặc thọ lạc. À, cái cuối cùng nó đặc biệt là mình thấy các bạn đều nó có hai cái màu riêng. À, màu đen, cái màu gì đó quên rồi. Còn bạn đều thường màu đen như là màu vàng. Màu đen, màu vàng. Hoặc là màu nâu với màu vàng. Màu nâu, màu vàng gì đó. À, đó. Rồi, như vậy đó là giải quyết cái vấn đề mà quý vị khúc mắc trong tâm là rồi không hiểu rồi mình cãi tôm lum là thì... Rồi như vậy là ở đây hỏi gì, hỏi đi. Rồi.
Nói đi, giơ tay lên. Ok. Dạ Nam Mô Bụt Khai Giá. Dạ con kính đảnh lễ thầy, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thầy kinh, thầy giảng thêm cái chỗ mà cái tâm mà mình nói về cái tâm duy tác đó, thì trong cái tâm duy tác là tâm vô ký, thì nghe cái chỗ mà tâm vô nhân á, dạ con hơi là mình biết là nó không có tạo tác, nhưng mà ở trong đây cái tâm vô nhân á là có khai kháng ngũ môn, kháng ý môn, dạ với tâm ưng cúng bi tiếu. Dạ hôm qua thì con có hỏi, nhưng mà hả chiếc lá mùa xuân chưa có mãn nguyện lắm ạ. Dạ thầy giảng nghĩa thêm về cái phần đó ạ. Dạ con xin xuống hết ạ. Trời, xa thứ. Bây giờ hiểu chữ di tác không các bạn? Di tác là duy nhất chỉ có tác động mà không có để lại kết quả của tác động đó thì được gọi là di tác. Di tác ha. Nhưng mà di tác mình nói là vô ký là trật. Vậy nên người ta đâu có hiểu được. Vô ký nó bao trùm cả di tác và tâm quả thì mới được gọi là vô ký. Còn mình gom vô cái mình nói di tác không là vô ký thì trật rồi. Đúng không? Di tác là di tác, mà vô ký là gom luôn cả những cái tâm quả, những cái tâm không để lại những cái không có tạo nghiệp, tâm quả cũng là vô ký, mà tâm di tác cũng là vô ký. Nhưng mà kháng ngũ môn và kháng ý môn xếp vô cái nhóm di tác, bởi vì nó thuộc về nội tâm, không phải thuộc tâm quả, cho nên được xếp vô cái vô ký. Cái di tác vô nhân á, kháng ngũ môn, kháng ý môn, ưng cúng vi tiếu được xếp vô cái nhóm di tác. Còn vô ký là luôn cả những cái tâm quả bất thiện, quả thiện vô nhân, rồi 8 tâm quả đại thiện cũng là vô ký, 5 tâm quả sắc giới cũng là vô ký, 4 tâm quả vô sắc giới cũng là vô ký. À, đúng chưa? Ngoại trừ siêu thái không tính nha. Rồi thì như vậy tâm vô ký là gồm có những cái loại tâm như vậy. Còn di tác khác à, di tác là chỉ cái tâm nào được xếp vô nhóm mà không tạo tác thì được gọi là di tác. Nắm được này không? Nhiều khi mình hỏi người ta không có chuẩn bị kịp, không có nghĩ ra, chỉ nghĩ vấn đề thôi, thì không nắm chắc thì không dám trả lời rõ ràng hơn. Đó, thì như vậy là di tác là 8 tâm đại quả di tác dục giới. Tám tâm di tác dục giới, nói lát nó lộn. 8 tâm di tác dục giới tình hảo, 3 tâm di tác vô nhân, 5 tâm di tác sắc giới, 4 tâm di tác của sắc giới thì được gọi là tâm di tác. Chứ mình không nói là tâm vô ký được. À, còn nếu mà gom chung á, thì di tác với lại những cái tâm quả dục giới đó, thì dục giới, sắc giới, vô giới đó, thì được gọi là vô ký. Là những người tâm có cái thọ là thọ vô ký, hay được gọi là tâm vô ký. Đúng không? Tâm kháng ngũ môn, kháng ngũ môn đâu có A-la-hán. Kháng ngũ môn, kháng ngũ môn là chung. Nếu A-la-hán là di tác, A-la-hán thì mình bỏ hai nó ra. Bỏ cái kháng ngũ môn, kháng ngũ môn ra. Thì có ưng cũng bị tiếu, chứ là những cái tâm di tác A-la-hán thôi. Nắm được chưa? Hiểu không? Alo. Hiểu không? Rồi, chiếc lá mùa xuân cũng hiểu không? Quý vị nắm ra không? Thì mình nắm rõ ràng nha, chứ không thôi nó lộn xộn. Mình nói vô ký, đặc lắc á, nó vô ký, kẹt á. Vô ký là tâm quả cũng vô ký vậy. Tâm quả đâu có tạo nghiệp, nó là quả mà sao tạo nghiệp được, thì nó cũng là vô ký. Rồi, hôm nay đã thông được kinh mạch chưa? Đã thông những cái sự mà thắc mắc. Học thì mình hỏi được rất là tốt ha, rất là xa thú ha. Rồi, chiếc lá mùa xuân giơ tay phải. Vậy là khi nào mình chỉ gom cái tâm tâm quả với tâm di tác thì mình mới gọi là tâm vô ký hả thầy? Rồi, đúng rồi, nó gọi là vô ký, tức là không có ghi nhận, không có ký nhận.
không có ghi nhận, không có tạo gì hết thì gọi là vô ký. Vì vô ký là nhân này nha, vô ký sao là nhân. À, vô ký là những tâm quả và tâm di tác được gọi là vô ký. Đúng chưa? Tâm quả gồm những tâm nào là mời diễn là bộ xương nha. À, chắc alo chứ lắm bộ xương chắc té nè. Alo nghe không? Alo nghe không? Bây giờ ghi đi, ghi cho rõ ràng ha. Tâm di tác, tâm di tác nè, ba tâm di tác vô nhân, đúng chưa? Tám tâm di tác dục giới tình hảo. Ok, ba tâm di tác vô nhân, tám tâm di tác dục giới tình hảo, năm tâm di tác sắc giới, bốn tâm di tác vô sắc giới bằng tâm di tác bao nhân tám di tác dục giới tình hảo, năm di tác giới. Đó thì được gọi là tâm di tác. Giờ tâm được xếp vô vô ký, là kêu là vô ký, thường thường là vô ký, vô ký. Giờ tâm vô ký thì mình cộng thêm những tâm quả cho nữa. À, 15 tâm quả dục giới, 15 tâm quả vô nhân, 7 bất thiện, 8 tâm quả thiện, 7 quả bất thiện. Đó là 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả dục giới tình hảo, 9 tâm quả đó lại. À, thì gom nó cộng với lại cái những cái tâm di tác thì được gọi là tâm vô ký. Được chưa? Có gì nắm được chưa? Alo, chiếc là mùi sưng Mỹ đâu nắm được chưa? Quyền Trang sao rồi? Ok ha, thông qua được ha, đã thông được kinh mạch đúng không? Hết có, hết có bị trở ngại nữa. Rồi, còn câu hỏi gì đâu? Còn câu hỏi thì chúng ta đóng cửa rồi kết thúc buổi học hôm nay. Rồi 11 giờ mấy hả? Ở bên Việt Nam là mấy giờ? 10 giờ mấy, 11 giờ. Rồi, rồi chúng ta hòa Hà cho ta, rồi mời Hà cho câu hỏi cuối cùng ha. Rồi đóng rồi. Dạ con kính đảnh lễ đang ngồi thăm bảo, con kính thầy và bạn đạo. Dạ con có câu hỏi hồi tuần trước học bài thầy có cái tâm sở hoài nghi. Dạ con có con muốn hỏi là cái tâm sở hoài nghi này là chỉ nói về cái khía cạnh hoài nghi về tam bảo, hoài nghi về giáo pháp, lý duyên khởi bốn đế, chứ không phải là hoài nghi mà mình đứng ngã ba đường mà mình không biết đi đường nào, thì nó đâu có phải gọi là sự hoài nghi không? Con xin thầy. Rồi, xa thấu, xa thấu. Hoài nghi á, chia làm hai loại. Mình mới nhớ hoài nghi hai loại. Thứ nhất là hoài nghi thông thường, tức là mình hoài nghi chuyện ngoài đời thông thường, nhưng mình đứng ngã ba đường mình hoài nghi, mình phân vân lưỡng lự, mình không biết đi đường nào nào á. À, hoặc là mình học rồi mình không biết cái này sao sao, mình nghiêng mình không hiểu á, thì kêu là hoài nghi. Nhưng mà thực sự nó là chỉ là thông thường thôi, hoặc là lúc đó tâm mình nó bị phóng dật chẳng hạn. Thì cũng cũng là xếp vô vấn đề mà tâm mình lưỡng lự phân vân, không có không biết làm sao á, tức là tâm mình nó còn cái hoài nghi Phật Pháp Tăng, hoài nghi tâm bảo nó rõ ràng. Tức là mình nghi thiệt á, mình nghi không biết Đức Phật này có đắc thiệt hay không á, là mình có đối tượng rõ ràng. Cái đối tượng mình hiểu ra rồi, nghi pháp thì giáo pháp, ví dụ mình học vì pháp này học, ồ biết cái pháp này có thiệt không, không phải do Đức Phật không, hay là ai nó chế ra, là mình hoài nghi có đối tượng rõ rệt. Hoặc là hoài nghi về thập nhị nhân duyên, lý duyên sinh, tức là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên luật nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Nói cái này đầu ra này mình nghi cái này biết phải hay không biết phải, sao vô minh thì duyên hành,
à, mình nghi ngờ mình không nắm được đó. Thì cái đối tượng mình nghi nó có một cái sự hiện ngũ thuộc về pháp chân đế, à, nó sanh lên làm cho mình hoài nghi. Thì như vậy đó gọi là hoài nghi đặc biệt. À, thì cái tâm mà bình thường, hoài nghi thông thường thì có thể là si hoài nghi, cũng có thể là tâm si phóng dật. À, vì mình cái tâm mình nó không có rõ rệt, nó chao đảo, nó loạn động, cũng có thể xếp vô si phóng dật được. Hoặc là khi mình ở một cái trạng thái bất thiện nào đó, tâm mình cũng có thể bị vô cái vấn đề lưỡng lự đó, cũng vẫn có thể là chập chờn hỗ trợ đó, bình thường thì cũng có thể là do tham. À, thì như vậy mình biết là hoài nghi được nói theo cái từ ngữ mình nó có hai loại, loại thông thường và loại đặc biệt. Đặc biệt là tâm si hoài nghi thật sự đó, à, sẽ lên thật sự là nghi ngờ những cái giáo pháp, nghi ngờ những pháp chân đế. À, đó là như vậy, không biết nắm được chưa. Alo, à, nắm được không? Alo, thông ha, thông đã thông ha, học mình phải đã thông kinh mạch chứ thôi mệt đó. Rồi chánh tâm hỏi ha, mời chánh tâm. Dạ, con kính đánh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con xin kính chào thầy kinh. À, thưa thầy kinh, à, vậy con có câu hỏi, con cũng không rõ mấy, xin thầy giải thích cho con. Vậy nếu mà nói về sáu nhân thiện và bất thiện thì nó có sáu nhân, vậy nếu mình cộng vô cái tâm vô ký, vậy là nói rộng ra là chín nhân phải không thầy? Xin thầy giải thích cho con. Rồi, xà thú. Nếu phân theo thiện bất thiện á thì mình có sáu nhân, tức là ba nhân đầu là gì? Nhân tham, nhân sân, nhân si. Ba cái này á, nó đồng sanh trong những cái tâm bất thiện, à, cho nên được gọi là ba nhân bất thiện, đúng chưa? Rồi ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si, thì nó đồng sanh trong những loại tâm tịnh hảo. À, nói chung là nó sanh trong tâm tịnh hảo là tâm vô tham, vô sân, vô si. Thì người ta phân cho mình thấy là có sáu nhân, học đúng là có sáu nhân thôi. Nhưng mà thêm cái ba nhân vô ký là, thì để người ta nhấn mạnh cho mình thấy là ba cái vô tham, vô sân, vô si rồi đó. Ba cái nhân vô tham, vô sân, si nó có mặt trong những tâm quả nữa. À, mình thấy những tâm quả đại thiện có không? Có vô tham, vô sân, si chứ. À, nếu mà vị trí thì có vô tham, mà hợp trí thì có vô tham, vô sân, vô si, đúng chưa? Ở trong những tâm quả thuộc về sắc giới, vô sắc giới cũng có luôn, cũng có đầy đủ tam nhân vô tham, vô sân, vô si. Thì khi nó có mặt trong những cái nhân thuộc về quả vậy đó, thì xếp vào thuộc về nhân vô ký, đúng chưa? Nắm được chưa? Nhân vô ký. Rồi khi mà vô trong những nhân thiện, những nhân này nhân thiện mà nó vô những loại tâm tịnh hảo thuộc về di tác, à, thuộc về tịnh hảo di tác là chẳng giống như tâm di tác dục giới tịnh hảo, tâm di tác sắc giới, vô sắc giới, thì ghi xếp vô di tác vậy đó thì nó không gọi là nhân thiện nữa, thì phải gọi là nhân vô ký. À, thì như vậy kết luận rằng những cái tâm quả tịnh hảo và những cái tâm di tác có ba nhân đó, ba nhân đồng sanh chung thì được gọi là nhân vô ký. Cho nên từ đó người ta phân ra cho mình thấy là ba nhân bất thiện, ba nhân thiện và ba nhân vô ký là như vậy. Thì như vậy trong chánh tạng được phân ra cho mình thấy như vậy là có tới chín nhân, để mình hiểu được là nó có thêm ba nhân vô ký là như vậy. Bởi vì nó có trong mặt trong những tâm quả, tâm di tác nữa, chứ không phải có mặt trong những tâm thiện không. Rồi nắm được không? Ok, xa thú ha. Rồi còn có ai câu hỏi gì nữa không? Không thì mình rồi do cái phước báo chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta do cái phước báo này đừng bao giờ để chúng ta phải bị rơi vào những cảnh khổ, đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo, và do phước quý báo này nâng đỡ chúng ta thì còn trong dòng tái sanh luôn được sanh làm người, người tâm nhân, được sanh làm trời và luôn có trí tuệ thân cận những bậc chánh pháp, tránh xa những cái tà kiến, những cái ác pháp,
và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Bhavatusap bhamang galang rakhan tusap pade vata sattabodha nupa ve nasara swati pavantu te. Bhavatusap bhamang galang rakhan tusap pade vata sattabodha nupa ve nasara swati pavantu te. Bhavatusap bhamang galang rakhan tusap pade vata sattabodha nupa ve nasara swati pavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Một tài giác. Điều bắt lên gì đây? À, cái lớp Bali của sư Tịnh Tuệ đó. Rồi, ok, xin xuống mic mời Long Triều. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe. Dạ. 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 Navaka chanteka vola saramika dhanapati upasaka gama chadesa hirama chadesa nafuta sushita pavantute chala puja ebija andasam kawa sanseta chata Atavo papa tika nuya nikang thamma warang atichate sabbe pidukkha sankaron tu sankayang hatu chirang satang thammo thammatthara ca buddhala sankho mo tu sammayo va athaya ca nitaya ca Amhe rakkato sattammo sabbe dhammacarino uthin sambhavuneya dhamma viyappave dite kusala kammam katappam kiriyam mama kayena vaca manasa tirase sugatam gatam Ye satta sannino ati ye ya satta sannino katang punya phalang nay hang sabbe pagi pawan tute ye tang katang suwitang dinang nya phalang maya ye cha nanti dewa gantwa niwe dayo sabbe hi satta jivanta arahe tuka mangunya pho jana sabbe fatu mama jeta sari dana sabakhaya waham o tu a jate Tidak tusuk kita Tidak mau
Sukita Sa Sa Sa